Chào bạn, chào mừng bạn đến video rất đặc biệt ngày hôm nay. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách để chúng ta làm chủ cơm short ISL. Và các bạn sẽ biết cách làm sao để chúng ta có thể phát âm cơm short ISL này một cách chính xác nhất. Và đặc biệt các bạn sẽ có thể tự mình phát âm hàng ngàn những cái từ chứa cơm short ISL này nữa. Và trong bài học này, ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho bạn cái cách để chúng ta có thể phân biệt giữa cơm short I và một âm nữa mà người Việt của chúng ta rất dễ là hay nhầm. Thì một vài phút nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái điều này để các bạn không bao giờ bị mắc vào cái lỗi đó là lỗi phát âm, và đặc biệt nữa là các bạn sẽ dễ dàng để diễn đạt được cái ý của mình một cách chính xác nhất, diễn đạt cái từ mình muốn nói một cách chính xác nhất cho cái người bản xứ. Và để các bạn không phải chờ lâu thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhá. Rồi, thì bài học ngày hôm nay thì chúng ta học với cơm short I như mình đã chia sẻ, và cơm short I này ký hiệu là chữ Y và dấu móc ở trên đầu. Và với cái ký hiệu này thì các bạn gì ạ? Hãy đọc cho mình. Chúng ta so sánh với tiếng Việt thì nó giống là Y và E, và chúng ta ghép vào và chúng ta đọc nhanh. E. E. Đúng không ạ? Và bây giờ các bạn sẽ nghe mình và sau đó các bạn lặp lại sau khi mà mình đọc lên nhá. Ví dụ từ đầu tiên chúng ta có là gì ạ? Hit. Very good. Fit. That's good. Beard. Kid. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta có cặp số 3 là gì đấy ạ? Kiss. Miss. Sick. Cake. Very good. Rồi cái từ mà gì ạ? Mà chúng ta rất là dễ nhầm á, đó là gì ạ? Cái cặp this. This, và đây cũng là một trong những cái cặp mà chúng ta sẽ phải phân biệt với gì ạ? Cơm short I và cơm long I sound. Thì cơm short I đó như mình đã nói là chúng ta đọc là E, còn cơm long I á thì chúng ta đọc là E. E, đúng không ạ? Thì đây là cái ví dụ sẽ giúp cho các bạn chúng ta gì ạ? Hiểu rõ nếu như mà chúng ta không làm chủ được cơm short I sound này thì rất dễ là chúng ta mắc những cái lỗi, và một trong những cái lỗi mà chúng ta mắc đó là cái lỗi về ngữ pháp. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở đây nha. Ví dụ là gì ạ? Chúng ta sẽ có câu là this hat is small, đúng không ạ? This hat is small là nếu như mà chúng ta không phát âm chính xác cơm should I là this, mà chúng ta nói là gì ạ? Chúng ta lại nói là this, this hat is small, thì chúng ta sẽ bị sai cái ngữ pháp ở đây luôn, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì this chính là danh từ số ít, còn this là danh từ số nhiều, đúng không ạ? Và cái từ hat ở đây nó chỉ là một cái mũ thôi, cho nên là chúng ta phải đọc chính xác là this, được chưa ạ? Hay là cái câu tiếp theo chúng ta có là where did you live, đúng không ạ? Where did you live, thì cái từ live mà chúng ta đọc thành cái từ live á, mà chúng ta nói là where did you live, thì làm sao? Thì nó cũng đã bị sai cái nghĩa mà chúng ta muốn diễn đạt rồi, thì những người bản xứ người ta sẽ rất là bối rối và không hiểu các bạn đang nói cái điều gì, đúng không ạ? Mà cái câu cuối, đúng không ạ, chúng ta sẽ có là gì ạ? Sit down please. Sit down please, đúng không ạ? Thì rất là nhiều các anh chị mà đang chia sẻ và đã từng dạy á, thì các bạn đọc cái từ này là sit. Chúng ta cứ hay đọc là sit, đúng không ạ? Thì nó nhầm sang cái gì ạ? Cái từ này. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào luyện tập một vài những cái từ mà chúng ta rất là hay gặp với cơm short I sound này. Và chúng ta cũng sẽ train cho cái, tức là chúng ta sẽ đào tạo cho cái tai cũng như là cái miệng của chúng ta có thể nghe và phát âm ra được cơm short I này một cách chính xác nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau luyện tập nghe cho cái tai của mình trước. Và khi mà gì ạ, chúng ta nhìn thấy những cái từ như thế này thì đang sẽ đọc trước, và sau đấy thì các bạn chúng ta cũng sẽ lặp lại nhé. Chúng ta nghe và sau đó chúng ta sẽ gì ạ, nói theo của đang, để mà các anh chị có thể chúng ta làm quen với cái tai, với cái âm short I này, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ đọc nè. It. Yeah. It. Very good. Thì chúng ta cũng sẽ phân biệt luôn giữa cơm short I và cơm long I sound ở đây, nó khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nha. Sleep. Sleep. Very good. Been. Been. Good job. Sick. And sick. Good. Thì đó là cái gì ạ? Âm short I thì ở bên này và âm long I thì ở bên này. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ lắng nghe và đang sẽ đọc một trong những cái cặp này, đúng không ạ? Một trong những cái từ có thể là âm short I hoặc là âm long I, và sau đấy thì các bạn chúng ta sẽ luyện cái nghe của mình xem là đang nói đến cái từ nào, đúng không ạ?
và chúng ta gì ạ, hãy thử xem là mình đã đúng được bao nhiêu phần trăm chúng ta nghe được cái âm short i này rồi nhá. Rồi thì nhắc lại một chút xíu, cái âm short i là chúng ta đọc là ie là âm i và cái âm e đi liền với nhau, e đúng không ạ, và âm long i chúng ta đọc là i. Rồi bây giờ các bạn cùng đọc, cùng lắng nghe nhá, cùng lắng nghe để mình đọc cho các bạn nhá. Rồi bây giờ nào. It. Ok, chúng ta đang gì ạ? Nghe được âm này hay là âm số 2 ạ? Yeah, very good. Đó là cái từ đầu tiên. It. Mình đọc rất là gì ạ? Yeah, đúng không ạ? Đúng chính xác âm số 2. Rồi tiếp theo nha, các bạn nghe này. Slip. Ok, các bạn đoán là âm nào ạ? Các bạn nghe được là âm nào ạ? Âm short i sound là slip. Đúng không ạ? Ok, tiếp theo nha. Bin. Ok, các bạn nghe được từ nào? Short i hay long i? Mình đọc là long i sound, cái âm số 2 này nha. Rồi tiếp theo nào. Sick. Rồi chúng ta nghe là âm short i hay âm long i ạ? Âm long i đúng không? Mình đọc là sick chứ không đọc là sick, đúng không ạ? Đấy, một cái là sick, một cái là sick. Đó, rất là khác nhau. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ luyện tập cho cái miệng của chúng ta thêm. Các bạn nghe kỹ, sau đó chúng ta nghe đọc lại theo nha. Ink. Sink. In. Skin. Ill. Feel. Very good. It. Eat. Good job. Print. Sprint. Very good. Rồi, cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm một vài những cái từ khác nữa ở trong những cái câu mà chúng ta cũng rất là hay gặp trong cuộc sống, đúng không ạ? Thì mời các bạn chúng ta vào cái phần tiếp theo. Như các bạn thấy đấy, nếu như mà chúng ta chỉ cần thay đổi một cái âm thôi, là cụ thể ở đây đó là cái âm short i sound, thì các bạn có thể là gì ạ, thay đổi cách để chúng ta có thể đọc phát âm lên hàng ngàn từ và thậm chí là gì ạ, hàng ngàn những cái câu khác một cách rất là chính xác với cái âm short i sound này. Cho nên là gì ạ, các bạn hãy cố gắng để chúng ta thay đổi dù là gì ạ, một cái âm rất là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái từ và những cái câu sau mà chúng ta có thể nói một cách rất là chính xác và rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thì đang cũng có những cái chương trình đào tạo rất là chi tiết và rất là sâu cho các anh chị nào mà muốn tìm hiểu thêm, đó là những cái chương trình khóa học về phát âm. Thì anh chị nào mà chúng ta muốn được học hết tất cả các cái âm trong tiếng Anh theo cái cách học của người Mỹ, và đây là một cái chương trình là gì ạ, các bạn có thể tham khảo ở bên dưới cái phần mô tả ở video này, hoặc là các bạn có thể nhìn thấy ở đâu đó ở trên cái màn hình ở đây, thì các bạn có thể click vào đấy để các bạn xem để tìm hiểu thêm về những cái chương trình này nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sang những cái câu mà chúng ta sẽ luyện tập với cái âm short i sound này, để các bạn phân biệt rõ hơn một lần nữa giữa cái âm short i và gì ạ, cái âm long i sound. Rồi bây giờ các bạn chúng ta hãy cùng nhau dạ xem vào trên bảng đây nhé. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên là gì đấy ạ? Chúng ta sẽ có là câu đầu tiên là listen to this. Rồi các bạn có thể lặp lại theo mình nhé, để chúng ta luyện tập luôn. Rồi, listen to this. This, đúng nhỉ, âm short i ở đây. Tiếp theo, listen to this. Listen to this. Very good. Câu số 2 nào. It's a winner. It's a winner. Very good. It's a winner. Yeah, cái từ winner này á, tức là một cái món ăn nó giống như là hot dog đó các bạn. Ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có câu số 3 là this is the list. Very good. Và chúng ta cái câu tiếp theo ha, this is the least. Chúng ta thấy rằng gì ạ? Ở đây chúng ta đều có cái âm short i xuất hiện rất nhiều, đó là từ this, từ is, đúng không ạ? Và từ list đó. Cái âm short i xuất hiện rất là nhiều trong những cái gì ạ, từ trong cái câu này. Rồi, chúng ta sang câu số 4. What's the cost of living, đúng nhỉ? What's the cost of living? Very good. What's the cost of living? Good job. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là living and living hoàn toàn khác nhau. Rồi, chúng ta có cái câu số 5, câu cuối cùng ha.
Các bạn đọc theo nữa nào. Where did you sleep? Where did you sleep? Very good. Where did you sleep? Where did you sleep? Very good, đúng không ạ? Chúng ta cái từ sleep này nghĩa là gì ạ? Là bị ngã đó, fall, đúng nhỉ? Đấy thì chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta gì ạ, phân biệt được á, thì chúng ta sẽ nói rất là dễ dàng cái cách mà gì ạ, chúng ta muốn diễn đạt cái ý của mình, đúng không ạ? Đấy thì đây là một trong những cái mà chúng ta hãy cố gắng để chúng ta làm chủ cái âm short line này, và các bạn hãy có thể xem đi xem lại cái video này để các bạn luyện tập theo, cũng như là giống như là gì ạ, chúng ta sẽ luyện tập nhuần nhuyễn để thực sự là chúng ta phát âm cái âm short line này một cách chính xác nhất, và chúng ta sẽ phân biệt được nó với cái âm long y. Hai cái âm này rất là nhiều người bị nhầm lẫn, đúng không ạ? Thì tôi rất là mong cho các bạn chúng ta hãy có thể sử dụng được tiếng Anh một cách thành thạo nhất, nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và đừng quên là đăng ký và like, ấn vào cái chuông để nhận thêm những phần video mới nữa của Đang nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại.